Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Vũng Tàu tổ chức tặng quà cho 40 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn neo đơn tại thành phố Vũng Tàu. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng do công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí Idico tài trợ. Trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023, Hội người cao tuổi tỉnh sẽ trao 330 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn neo đơn, góp phần giúp người cao tuổi có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.